chị hai đang đang nhồi bột để nấu chè hả chị? Nấu cái này bao nhiêu bịch bột mà quá tháng quá chừng luôn vậy? Cái này má mua 10 bịch rồi vậy. 10 bịch là 5 kg. 10 bịch là 5 kg đó nha. Cái này mình có làm màu không? Cái này mới lâu làm 3 màu nè. Màu lá cẩm với màu lá dứa với màu trắng. Bột này nó mịn quá chị ha. Bột này làm em Mỹ Lo ơi, kiếm màu nữa làm màu tứ quý cho đẹp Mỹ Lo ơi. Dạ. Kiếm màu nó đi làm màu tứ quý cho đẹp. Màu tứ quý mà màu gì vậy? Trang ha. Cái khoai này là làm màu vàng cũng được nè. Mà điều cái màu không được đậm không ha. Nãy cái lâu là sợ luộc khoai nó lâu. Dạ. Con làm bột nó trúng. Dạ. Cái này là cái nồi để cốt để mình nấu cho nó ấm ấm được, mình pha bột. Cái này nhà mình nấu cho sôi luôn hay là nấu gì vậy? Anh tim này nè. Bữa nay mình chia sẻ cái bí quyết nhỏ cho cả nhà mình, là mình là nhồi bột bằng nước cốt dừa cho cái viên chè của mình nó được mềm dẻo và nhỏ béo ấm, để nó không có bị cứng nữa nha. Đây nhồi bột lên chè, viên chè nó không chưa lấy gì. Cái này là mình để dồn hột nhồi bột này cả nhà. Cái này là màu lá cẩm, và đây là màu bí chỗ ha. Cái màu bí nhìn màu vàng đẹp quá trời, màu lá cẩm cũng đẹp nữa. Đây là màu lá dứa, màu xanh lá dứa. Bữa nay mình làm 4 màu nha, 3 màu này với màu trắng là 4 màu. Cái màu trắng là gì? Gì là 4 màu. Đây là cô Sáu. Bắt xui. Bắt xui. Bắt xui đẹp quá bác xui ơi. Chưa thấy chảo nha. Thiếu không ta? À, mình thấy một chén thôi cũng nhiều mà vô đây không thấy màu, chưa thấy đậm ha. Chưa. Mình nhồi bột bằng nước cốt chắc béo lắm ha. Nước cốt. Nhồi bột nước cốt béo. Nhưng thì cũng ăn có nước cốt luôn. Bữa nay là món chè này là béo, cực kỳ béo luôn. À, cái màu vàng. Màu vàng pha lên cũng đẹp hết luôn ha. Có đậm không cô Sáu ơi? Không đậm, con chế là dứa thì cô Sáu ơi. Dạ. Chừa cái này cho bên kia ha. Dạ. Chứ mình nhồi bột nó về này lâu ha cô Sáu. Rồi nước cốt cô đổ thêm được không? Cái này hơi chừa, con hơi khô một tí. Khô cái này thêm chút nó mới được. Cái này khô con ơi. Con nhồi xíu xương để đó đi cô Sáu, để con tem con cắt đó nó lộn còn nó ngồi gì nó khóc nó chạy. Ai sumo hả? À, cái màu lá cẩm này mình nhồi gần xong rồi ha. Cái này hồi ở trong mấy cái này nó bắt năm. Nó vô đây thì cái màu nó lật lọt, cái hồi mình nấu vô cái nó đậm thêm. Rồi bên đây là màu bí nè, xong rồi nè.
Cái này là màu lá cẩm xong luôn. Ê, lá dứa. Lá cẩm thì đang nhồi. Bên đây màu trắng. Màu trắng cũng xong luôn hả cô Sáu? Hả? Màu trắng cũng xong luôn hả cô? Ừ. Màu trắng cũng tạm rồi đó. Rồi, tạm. Cũng như là tạm rồi đấy ha. Giờ mình để đây cho bột nghỉ tí xíu. Bắt đầu mình dò chè nha cả nhà. Bắt nước lên rồi. Bắt nước lên dò. Đây là cái mâm nhân đậu để chút mình vào chè. À, cái nồi nước này mình bắt nước để nấu chè đi hả mấy lâu dạ. Bắt cho đường nó vậy ha. Đừng cắt cắn quá trình luôn. Miếng này trên nồi này mình nấu tới mấy ký đường? Ê, thêm nấu ngọt ngọt có 2 ký đường. Hả? Có nhiều nhiều. Không mấy nhóm chừng đó, hồi mình niêm chị. Tại vì không có mì không? Nhiều quá mà cái nồi này hết không mấy lâu, nó nhỏ. Con xấu đi. Là mỗi lần nấu lặn màu á chị. Ờ, nấu lặn màu chín rồi cái mình mới vớt ra. Tại tới 4 màu nó mở 4 màu mà nấu từ màu. Màu nào chín mình vớt ra. Chất lượng là hết hai. Nước chị được chưa? Được rồi. Được rồi. Có gì đâu. Ăn xôi. Ai không ăn được. Chị nó mới mì. À, mình bỏ đường nhiêu đây là chút xíu mình sẽ niêm thêm. Nếu không ngọt thì mình thêm. Đây cô Sáu chị Hai rồi đang ngồi đợi đi chút xíu nước sôi cái mình dò chè. Dò hoài nó đâu đâu. Cái nhìn nó nhỏ. Nãy cô nói gì với chú Dương ra. Bột này hơi nhão, mình dò nó không được giòn luôn. Con khô chút nữa là dạ, không xài nữa. Mà này mình đâu giò, giò mà viên nó cứng, cái bột này nó hơi nhão, mình dò nó không được đẹp hơn, nhưng mà điều nữa mình ăn cái viên chè nó mềm, nó ngon hơn. Còn như nó hơi chút dễ nắng thì nó không ngon. Nó hơi cứng. Cái này là màu trắng xong rồi đó nha. Mình muốn màu trắng ra trước rồi cái mình thay dò màu, mình để vô tí nó lắm sẵn nha chú. Rồi một màu nó chưa lấy heo mà lấy heo rồi. Lấy heo xong rồi là trắng màu vàng. Để rồi giờ chị cho đủ màu hết rồi cũng không có đẹp. Rồi giờ là tái màu vàng nha cả nhà. Nãy đổ thừa cô làm màu kia khó phải không, màu trắng á. Mà vô tiếp đi. Bột này dễ hả cô Sáu? Còn tới 3 màu nữa hả? Dễ hơn nãy á. Dễ là không bị bể. Mà vô có ai gặp giờ chờ tiếp. Quá trời chị Hai cao rồi. Mày vô đi. Mày vô dò chè, mày vô nha. Đó bắt đầu màu lên đẹp rồi ha. Lên màu lần lần rồi ha. Thư dò khéo hay anh Thư? Sao mà áp lực quá vậy? Đau. Uống màu vàng nãy ra cũng tạm được. Màu bí. Bí. Nó chín rồi, cái màu nó mới vàng, mới đậm lên. Quả này giống mẹ nắm chị rồi. Xí nha. Đây rồi chặt cho không trắng tóc sao. Trời ơi, anh Thư rồi đó, giờ mới dò được như cái viên chè đây ha anh Thư. Viên chè này ăn no ngày không? Trời ơi. Đó, thấy màu đẹp chưa?
là màu đó, cái màu đó. Cái này là màu pha lan hay là màu vàng? Ngon ngon lắm. Không hỏi đã đâu. Bây giờ mình dớt cái màu này ra để dò một cái chị ha. Nè, đứa miếng đi. Đây bây giờ cái tụi nhỏ nha. Chị ý là chè giá nhỏ. Chè ý không có bể. Chè ý không có bể. Giờ này là chè trứng chim đó. Sao có ai có thể đâu chị dễ vậy? Có chị hai mà có thể. Bỏ ba chị xui nè, chạm chạm rồi đi về bên đây lặng ăn. Đi về bên đây lặng mà nó chỉ cho xui. Làm tao thèm tao bắt được không? Không chỉ, có ba mấy bữa sao không chỉ. Chị hai, ok, tích chặt được con thịt đó thì mấy cái vợ bỏ mấy chỗ giá đó. Đi vô lấy mấy cưa con. Chứ ngắt ra giờ giờ. Cứ ngắt ra giờ giờ xe xe vậy là bỏ vô nồi thôi. Quên cái bột nồi này chờ mới dứt. Cái này là khỏi cái học kinh nghiệm cô xã của tôi. Dễ. Nha, đại vậy rồi nó sôi chín rồi. Hả? Cái này cái gì? Cái này chở thì đại nó sôi lên rồi. Bây giờ là xong cái màu trắng này thì mình thấy theo qua, qua màu khác cả nhà sợ nó lan màu á. Bây giờ cái màu trắng cho chín là trước chị hai dớt ra, mình thấy bỏ màu trắng vô ha. Cho nó sôi hồi hết chút rồi. Rồi, để rồi nó thấp lắm. Chè bằng tiết củi. Tiết củi ngày xưa. Ta đứng bên, bên, nãy giờ nắng hấp bên. Chị hai là đứng chặt tiết. Là cực nhiều. Chặt cho năm dớt tiết. Vậy là hồi hỏi cũng giá mà con nếp nó làm như nó lâu sôi à. Sôi lên thì hai ổ sôi lên thì nó đã chưa. Thằng nó nắng màu đó thì cô sao rồi để con ấy rồi mình nắng màu vàng rồi. Màu vàng trước kìa, nó thì màu này đẹp màu vàng cái điện thoại cái màu đậm nha. Cái màu xanh này còn màu này cũng là xong rồi. Quá trình nổi luôn rồi. Trăng nước nhiều quá. Cái này bốc bốc lắm nhưng mà bao nhiêu nước bớt kìa. Giờ kia lên dính có ai nổi không? Để như này muốn luôn đây mai. Cả nhà ơi, thì mình vừa chia sẻ cho cả nhà món chè cho nước tứ quý cũng như là cách nhồi bột sao cho mềm dẻo và béo á. Ở quê mình á thì thường thì đám sinh nhật đầy tháng thôi nôi thì lúc nào cũng phải có cái món chè này hết trơn á. Thì mình cảm ơn cả nhà đã theo dõi video nha. Chúc cả nhà mình có một ngày làm việc thật là vui vẻ và hẹn gặp cả nhà mình video tiếp theo. Giờ mình xin bye bye cả nhà nha.